Ok mọi người, thì mình hồi nãy mình vừa mới bóc siêu và cũng như là lắp đặt cái máy chiếu Xiaomi Mi One này tại nhà khách và test luôn cho anh khách về cái độ sáng cũng như là cái chất lượng xem phim của em này. Thì bây giờ mình sẽ phỏng vấn anh vị khách này một vài câu hỏi khi mà mình trải nghiệm thực tế em Xiaomi Mi One này tại nhà nhé. Dạ rồi, trong thời gian mà bên em nhập hàng về á, thì bên em có gửi bên anh một con demo để cho mình trải nghiệm trước. Thì không biết là trong quá trình mà mình trải nghiệm tại nhà, trong quá trình mình xem phim trên máy chiếu Xiaomi Mi One này, về cái độ hình ảnh này, độ sáng này cũng như là độ phân giải, và bên cạnh đó thì cái loa của em này thì có thể đáp ứng được cho cái nhu cầu xem phim của mình không ạ? Dạ em xin. Trước mắt về anh thấy là cái về độ sắc nét cũng được, độ sáng ấy. Độ sáng là để mà khi mà mình xem trong phòng tối mà có chút ánh đèn ấy, là máy thể hiện nó rất ok, xem được. Nếu mà sáng quá thì ngoài, nếu mình như ánh sáng bình thường đây thì nó mình vẫn nhìn được, vẫn xem được, nhưng mà nó sẽ bị hơi mờ chút so với khi mình tắt đèn tối. Còn về âm thanh thì là anh thấy giới thiệu là máy có hai loa, là mỗi loa 5W. Mà anh thấy xem nghe trong phòng thì tầm phòng 20m² mà mình xem phim ấy là cũng tiếng là cũng ok luôn. Anh mở 50% thôi, xem cũng điếc tai rồi, xem hay đấy, nghe được. Về cái hiệu ứng mà của âm thanh của em này á, thì anh đặc biệt là anh cảm thấy như thế nào về những hiệu ứng, ví dụ là cái cảnh bom nổ này hoặc là những cảnh đánh đấm á, thì cái loa của em này thì có thể đáp ứng được không ạ? Nhưng về để mà so về máy chiếu thôi chứ không so với những loa. Về máy chiếu thì anh thấy cái hiệu ứng về bom nổ về anh đấm là cũng được, xem cũng hay, cũng nghe cũng gọi là máy chiếu anh để là anh để ở trên đầu mình, trên đầu giường. Nói chung là nghe cũng gọi là có âm thanh 3D đấy, xem cũng được, âm thanh nổi nghe cũng hay ấy. So với các máy chiếu khác. Và cái đặc biệt của em này là có cái hệ điều hành Android TV 11 và kèm theo đó là có Netflix chính chủ. Thì không biết là trong quá trình mà anh trải nghiệm về cái hệ điều hành Android TV này và cũng như là cái Netflix chính chủ, thì mình có gặp một cái vấn đề ví dụ như là nó bị như là bị delay một người hai bài nhịp hay là bị trục chặt gì đâu, có hạn chế trong vấn đề mình sử dụng không ạ? Cái Netflix chính chủ này là anh cũng có tài khoản, anh có tài khoản thì anh đăng ký tài khoản rồi. Thì khi vào sử dụng với cùng với cái máy chính chủ này ấy, thì anh thấy mượt, tốc độ xem mượt, không giật, tua cũng ok luôn, tua phát nào là được phát đấy, xem được. Và chơi. Rồi cái riêng về cái hệ điều hành thì anh thấy như thế nào ạ? Như ví dụ trong quá trình mình sử dụng á, mình chuyển từ Netflix qua YouTube hoặc là từ YouTube qua Spotify á, thì nó có bị tình trạng mà bị trễ nhịp hay phải thời gian mình đợi lâu không ạ? Khi mà anh hiện tại anh xem thì anh chuyển qua từ Netflix với YouTube. Anh hay sử dụng hai cái đấy. Thì anh thấy là khi chuyển cái là bấm là được ngay. Còn cái hệ điều hành Google thì là anh ít sử dụng, cho nên là mới sử dụng là anh chưa quen. Thì dùng chắc vài hôm thì là sẽ quen thôi. Như em chia sẻ là bên em đã có đem một máy chiếu demo cho anh một vài ngày. Thì trong quá trình hồi nãy mình test trực tiếp ở dưới này á, trong cái điều kiện mà nó thiếu sáng thì anh cũng chia sẻ là nó không có được tối ưu như là ở trên khi mình tắt đèn nhiều, tắt đèn đó đúng không ạ? Rồi, thì không biết là theo anh thì với em máy chiếu này khi mình để dưới này mình coi phim thì anh nghĩ có được không, có ổn không? Trong điều kiện mà không có đủ ánh sáng như thế thì anh có nghĩ là có ok không ạ? Nếu mà trong cái điều kiện mà ở dưới phòng dưới này ấy, như ánh sáng bên ngoài hắt vào mà mình không sử dụng đèn, tắt đèn đi để sử dụng mà ánh sáng thì là xem tốt, xem được. So với cái máy chiếu trước anh sử dụng thì máy này dùng ok, ổn. Rồi thì đó. Anh thấy nó có cái chế độ tự căn góc rồi, tự căn góc là cũng được. Tự lấy nét, tự căn góc, căn chỉnh góc ấy, là anh thấy tự động là được. Nó đỡ cho mình cái việc mà mượt đúng không ạ? Nó đỡ cho mình cái việc mà mình phải tự căn chỉnh. Đúng rồi. Phải mình chỉ cần đặt máy, mở máy lên thôi là cái máy nó sẽ tự động rồi. Đúng rồi. Rồi. Nhà thì bao nhiêu? Đúng rồi. Rồi, thì đó là một số chia sẻ của vị khách khi mình sử dụng máy chiếu Xiaomi Mi One này. Và nếu mà mọi người thấy video này hay thì hãy like, share, subscribe cho kênh Thiên Vũ Audio nhé. Hiện tại là anh thấy cũng được. Cái giá cũng ổn. Cái giá đúng không ạ? Rồi. Phần giá mà so với những cái máy mà cùng cấu hình, cùng mức tiền. Thì anh thấy máy này được về âm thanh, về hình ảnh,
với là về cái độ thông minh của thằng Google với thằng AI của thằng này anh thấy được. Yeah. So với giá, tầm giá là thằng máy này là ăn rất nhiều máy. Yeah.